website đào tạo forex gửi nhà đầu tư mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp ở trên thị trường của biển trung tâm đào tạo forex. Đây là những giá trị giao dịch thực tiễn ở trên thị trường. Chúng tôi mong muốn rằng nhà đầu tư có thể theo dõi đánh giá được các giá trị này ở trên thị trường. Nhà đầu tư nên nhớ rằng tất cả các kiến thức các bạn đi học hoặc là chiến lược các bạn nhận hoặc là bất kỳ một cái công cụ robot nào ở trên thị trường. Các bạn muốn vận dụng được vào thực tế các bạn phải đánh giá được giá trị tài khoản giao dịch ở trên. Từ những người thầy người đưa ra chiến lược hoặc người bán robot cho các bạn, các bạn phải nhìn thấy được đâu là tài khoản ở trên thị trường thì đây mới là chìa khóa để các bạn nhận định trong bước ban đầu là có thể giao dịch được ở trên thị trường này hay không không có chứng minh được bằng giá trị tài khoản thì không thể nào nói lên được rằng họ có thể giao dịch được ở trên thị trường thì tuyệt đối các bạn không được bỏ tiền ra mua khóa học của bất kỳ những cái nơi mà không chứng minh được cho các bạn về giá trị tài khoản và thứ hai không được mua chiến lược của những người mà họ đã không chứng minh được bản thân họ có giao dịch được hay không và về cả vấn đề về robot ở trên thị trường chúng tôi mong muốn rằng những chia sẻ này nhà đầu tư có thể nhìn nhận và đánh giá được rõ các giá trị giao dịch thực tế trên thị trường và điều thứ hai ở trên thị trường khi các bạn tham gia tất cả các khóa học thì tuyệt đối không bao giờ được học khi mà người thầy của các bạn chỉ dạy đánh ở trên tài khoản demo đây là điều mà thì nhà các bạn hoàn toàn sai khi các bạn bỏ những số tiền thật của các bạn ra để các bạn mua lại giá trị kiến thức ở trên demo các bạn cần phải hiểu rõ điều này Tiền của chúng ta là tiền thật Chính vì thế chúng ta cần phải mua được kiến thức thật Chứ không phải chúng ta mua chỉ là kiến thức ở trên demo trên thị trường Và tại vì làm sao 95% nhà đầu tư chết Bởi vì các bạn chết ở trên thị trường Bởi vì chính cái điều thứ nhất là không xác định được tài khoản của thầy trước khi tham gia vào thị trường Thứ hai là xác định được vấn đề nhỉ Kiến thức này dạy cho các bạn ở trên live hay là demo trên thị trường Rồi thứ ba trên thị trường khi các bạn tham gia các khóa học mà các bạn không thấy được thầy khi mà dạy xong ấy, các bạn không thấy được thầy của các bạn chứng minh bốn giá trị sau trên thị trường thì tuyệt đối các bạn không được tham gia thị trường thứ nhất chứng minh cho các bạn kiến thức mà vừa dạy cho các bạn xong phải từ 3 cho đến 6 tháng bằng chính tài khoản like của thầy của các bạn ở trên thị trường thì đó mới là thứ kiến thức có giá trị thứ hai nữa để chứng minh về tâm lý giao dịch ở trên thị trường thứ ba chứng minh về các kỹ năng giao dịch ở trên thị trường và thứ tư nữa chứng minh về các giá trị về kiến thức đã sự đánh cho các bạn coi trong vòng từ 3 đến 6 tháng là xem có tạo được ra giá trị lợi nhuận hay không. Đây là bốn điều mà tôi mong muốn nhà đầu tư phải nhìn nhận đánh giá cho rõ các giá trị này khi tham gia vào thị trường giao dịch Forex không thì các bạn chỉ có tử nạn trên thị trường này mà thôi và trong vòng từ 3 đến 6 tháng này các bạn không được quyền ra mở tài khoản bởi vì các bạn phải theo dõi thầy của các bạn làm trực tiếp ở trên thị trường tuyệt đối không vừa học xong mà lao vào thị trường thì xin lỗi các bạn chỉ là thứ hiến máu nhân đạo trong thị trường này mà thôi bởi vì những cái thằng mà dạy ra cho các bạn mà đã khuyên các bạn ra mở tài khoản giao dịch hoặc là khuyên các bạn phải mua thêm robot hoặc là chiến lược thế này thế nọ hoặc là đánh farm hay copy lệnh xin lỗi các bạn trước sau thì các bạn cũng đổ nợ về những thằng này chúng tôi mong muốn rằng những chia sẻ này các bạn có thể nhìn nhận và những giá trị về giao dịch like ở trên thị trường và những tài, cứu tài khoản và ngay cả bản thân tôi đã sâu tài khoản trong suốt nhiều năm qua để nhà đầu tư có thể nhìn nhận đánh giá được điều này chúng tôi mong muốn rằng tất cả những điều này nhà đầu tư có thể thấy và nhìn nhận được và những người học viên đi theo tôi hãy nhìn vào những giá trị tôi đã chứng minh cho các bạn thấy bằng trực tiếp những tài khoản mà chúng tôi đã làm ngay cả những người học viên cũ ở trong thị, thị trường ở trong hội của chúng tôi cũng đã chứng minh cho các bạn thấy rõ giá trị này chúng tôi mong muốn rằng những điều này nhà đầu tư có thể đánh giá được và thì nhà các bạn hãy nhìn vào gương của chính bản thân tôi ở trên thị trường dám chứng minh về mọi giá trị đưa đến cho các bạn và ngay cả những người học viên cũ đã chứng minh cho các bạn trên thị trường website đào tạo Forex mong muốn rằng những giá trị của thị trường giao dịch Forex chúng tôi chia sẻ để các bạn có thể hiểu rõ hơn ở trên thị trường này. Xin chân thành cảm ơn nhà đầu tư.